Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm. Thì hiện tại mình vừa mới về một chiếc Vespa để mình giới thiệu cho mọi người nha. Đây là Vespa Spring đời 2017 ha. Hiện tại xe này đang bán ở cửa hàng Xe máy Thành Tâm, giá chỉ hơn 50 một xíu thôi mọi người. Xe thì cực kỳ ken luôn, chỉ mới đi hơn 8.000 thôi nha. Thì bây giờ để sở hữu Vespa bên cửa hàng mình cũng có hỗ trợ cho mọi người chương trình trả góp nha. Chỉ cần trả trước cho mình tầm hơn 10 triệu một xíu thôi mọi người, mang theo chứng minh nhân dân nha. Duyệt hồ sơ thì chỉ 15 phút thôi nè, không gọi thẩm định người thân luôn nha. Cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản nha mọi người. Mọi người biết thông tin chi tiết thì cứ liên hệ qua Zalo của Thủy nha, mình sẽ hỗ trợ chi tiết hơn cho mọi người. Bên cạnh đó thì ở cửa hàng mình cũng có một số dòng xe, ví dụ như ở Thắc Mod nè mọi người. Giá của em nó thì hiện tại là hơn 60 triệu một xíu, thì mọi người mua trả góp chỉ cần trả trước cho mình tầm 18 triệu thôi mọi người. Hoặc là đối với con này nè, mình cũng chỉ trả trước tầm mười mấy triệu thôi, mang theo chứng minh nhân dân ha. Mình chỉ cần duyệt hồ sơ 15 phút, không gọi thẩm định người thân nha mọi người. Chỉ cần không vướng nợ xấu thôi là 90% mình sẽ được duyệt hồ sơ nha. Đây mình có AB 2020 nè, 150 luôn nha mọi người. Chỉ cần trả trước tầm 15 triệu thôi mọi người, 15 phút là duyệt hồ sơ nha. Ngoài ra bên cạnh đó thì đối với dòng SH lớn của mọi người, ở cửa hàng mình cũng vẫn hỗ trợ trả góp cho mọi người lên đến 40 triệu nha. Ví dụ như đối với con này là SH125 ABS đời 2020 nè mọi người. Giá của em nó thì 85 triệu, mọi người chỉ cần trả trước tầm 45 triệu, còn 40 triệu mình sẽ hỗ trợ trả góp nha. Tương tự thì ở đây nè, 125 CBS đời 2019 nha mọi người. 80 triệu mọi người trả trước 40 triệu, còn 40 triệu sẽ lên hồ sơ góp nha. Hồ sơ thủ tục cực kỳ đơn giản nha mọi người, chỉ cần 15 phút. Giấy tờ thì chỉ duy nhất chứng minh nhân dân thôi, không gọi thẩm định người thân nha. Cực kỳ đơn giản. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là muốn tìm dòng xe nào thì cứ liên hệ qua Zalo của Thủy. Zalo mình đang hiển thị trên màn hình nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem tới cuối clip. Hẹn gặp mọi người ở những clip sau.